tay hướng lên trên. Sau đó từ từ chúng ta khép đôi mắt của mình lại. Ổn định cơ thể. Ổn định tâm trí. Ý thức vươn thẳng cột sống của mình lên. Đôi bờ vai của chúng ta hoàn toàn thả lỏng. Các cơ trên khuôn mặt thả lỏng. Cùng với sự thả lỏng hoàn toàn của tâm trí. Sau đó hãy đưa toàn bộ nhận thức của chúng ta kết nối với cơ thể bên trong của mình. Và kết nối với những hơi thở thật sâu, thật đều và thật chậm qua hiệu lệnh của cô. Từ từ hít sâu. Chậm chậm nhẹ nhàng hóp bụng lại thở ra. Hít thật sâu vào cảm nhận bụng của chúng ta căng phình lên tối đa. Thở ra thật chậm, thật êm, thở đến đâu, rút sâu rốn vào bên trong đến đó. Tiếp tục từ từ hít, hít sâu vào. Chậm chậm nhẹ nhàng thở, thở, hóp sâu bụng lại. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận bụng của chúng ta căng phình lên tối đa. Lồng ngực mở rộng tối đa. Thở ra thật chậm, thật êm, thở đến đâu, hóp sâu bụng vào bên trong đến đó. Thêm một lần nữa, từ từ hít, hít, hít sâu vào. Chậm chậm nhẹ nhàng thở, thở, hóp sâu bụng lại. Đưa hai tay chắp về trước ngực. Cùng nhau chúng ta ngân tiếng ôm một lần. Hít sâu vào. Ô. Xoa tay. Hãy xoa nhanh, xoa mạnh, xoa nóng, xoa ấm hai lòng bàn tay của mình. Sau đó áp hai lòng bàn tay ấm nóng đó lên đôi mắt của chúng ta. Hãy cảm nhận hơi ấm, hơi nóng từ lòng bàn tay. Rồi từ từ sau đó buông tay xuống, mở mắt nhìn tay. Đan các ngón tay lại với nhau luôn, hãy hít một hơi thật sâu. Kéo cao lưng, vươn dài cột sống nào. Nâng lồng ngực lên, ghìm đỉnh mông xuống. Nhìn lên. Hai tay trên đùi của chúng ta thả lỏng vai, thả lỏng đầu cổ, nhìn xuống, thở ra. Lần hai tiếp tục vươn tay lên cao. Đan tay lại, kéo thẳng tay, thẳng lưng, nâng cằm nhìn lên. Thở từ từ hai tay xuống, thả lỏng mềm vai, thả lỏng đầu cổ, nhìn xuống, thở ra. Lần cuối cùng tiếp tục vươn tay lên cao. Đan tay lại thật chặt, kéo cao lưng này, kéo bụng lên này, kéo ngực lên cao nhiều, ghìm đỉnh mông xuống. Tay là sau đỉnh đầu. Nâng ngực lên cao, bắt đầu từ từ nhìn lên, giữ tư thế một lần ở đây. Một, kéo thẳng cánh tay lên nữa. Hai, lên cao nhiều. Ba, duy trì giữ. Bốn và năm. Rồi hai tay xuống, buông mềm vai, thả lỏng đầu cổ, thả lỏng vai, nhìn xuống. Nhìn về phía trước, mọi người rút vai lên tận tai, rút vai và hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở và hít, thở. Mọi người massage đầu gối này. Xoay một vòng khớp vai này, một này. Nâng vai lên em, hai, nâng vai lên, đúng rồi. Ba, nâng vai lên. Bốn, nâng vai lên, rồi hạ vai xuống. Năm và sáu. Bây giờ chúng ta xoay ngược lại thôi. Sáu. Năm. Bốn. 3, 2 và 1. Rồi chúng ta thả lỏng, tay cầm dây cho em. Hai dây mở rộng ra ngoài vai một chút, được chưa ạ? Tay nắm về dây, bắt đầu này. Đưa dây qua đỉnh đầu, kéo ngực lên cao, kéo cằm xa cổ, dây ra phía sau nữa, lấy về sau lưng. Nâng cằm nhìn lên, một số người tay choãi ra như này. Chúng ta bị choãi này, hai tay mở rộng bằng vai một chút và rộng hơn vai một chút thôi nhé. Rồi từ từ thở ra, thả dây xuống. Nhìn xuống, thở ra, cằm xuống, nhìn xuống, vai đầu cổ thả lỏng.
Lần hai hít vào, nâng dây lên, em cầm dây như này em. Cầm dây nào. Kéo dây lên, nâng ngực lên nào. Đưa dây ra phía sau. Đưa dây ra phía sau nữa, nâng cằm. Thoải mái với vai cổ nhé, đừng gồng vai, đừng gồng cổ. Rồi nhẹ nhàng thở, buông vai mềm ra, thả lỏng, nhìn xuống. Một lần cuối cùng, chúng ta nâng dây lên cao. Nâng ngực lên cao, kéo cằm sau cổ, nhìn lên giữ ở đây. Một, hãy nâng cái lồng ngực lên mọi người. Hai, nâng ngực lên nữa. Ba, hít thở đều. Bốn, năm và sáu. Rồi chúng ta thả dây xuống. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ, nhìn xuống. Bây giờ chúng ta tách dây rộng ra một chút nữa cho cô này. Đúng rồi, tách dây rộng nữa. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu. Hít sâu vào, nhìn thẳng về phía trước. Dây thẳng về đỉnh đầu, nhìn thẳng. Nghiêng mình sang phải, dùng lực tay phải kéo dây thì căng giãn cái nách trái và cơ liên sườn bên trái. Rồi trở về ban đầu, tiếp tục hít vào. Nghiêng trái, dùng lực tay trái kéo dây. Kéo nữa, kéo căng nữa. Căng nữa, nhìn sang phải. Vòng 2, tiếp tục hít vào, nâng dây lên. Rồi nghiêng phải, nhìn sang trái, nghiêng tiếp, nghiêng niếc mỗi rồi ra. Dùng lực tay phải kéo dây. Rồi trở về ban đầu, hít sâu và lặp lại. Nghiêng trái, thở ra, dùng lực tay trái kéo dây. Kéo dây, mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải nghiêng thân mình sang nhé. Tiếp tục vòng cuối cùng, hít vào, nâng dây lên. Nghiêng phải, thở ra. Dùng lực tay phải của mình kéo dây và chúng ta giữ ở đây. Một, duy trì giữ tiếp. Hai, hít thở đều. Ba và bốn, trở về ban đầu, hít sâu vào. Nghiêng trái, dùng lực tay trái kéo dây. Đúng rồi, nghiêng nữa đi mọi người, ghim cái đùi phải xuống. Giữ tiếp ở đây, hít thở đều. Một, cố gắng thẳng tay trên được không? Thẳng tay trên và tay dưới từ từ xuống. Hai, tay dưới từ từ xuống tiếp. Ba, hít thở đều. Bốn và năm. Rồi kết thúc, hít vào. Đưa dây lên cao, nhìn về trước. Vào từ từ xoay một vòng vai ra phía sau này. Xoay từ từ dây xuống, thở ra. Được chưa? Nếu khó thì mở rộng tay, dễ rồi thì tay gần nhau nữa. Rồi nâng dây lên, trở ngược lại, hít vào. Dây xuống đùi, thở ra. Đúng rồi, làm chậm nhá, làm chậm nhá. Tiếp tục vòng 2, lên. Nâng ngực lên trước. Kéo, rồi xoay, thở ra. Tiếp tục lên, hít vào. Xuống, thở ra. Hai vòng nữa mọi người nha. Lên, lên tiếp, nhìn trước, nhìn trước. Rồi xoay ra sau, thở ra. Lặp lại, tiếp tục lên, xuống, thở hết. Vòng cuối cùng, lên, lên tiếp, rồi xoay, thở ra. Vòng trở ngược lại, lên, lên, rồi xuống. Rồi bây giờ chúng ta đưa đây dây về đầu thảm này, đưa dây về đầu thảm cho em đi. Chống tay xuống, nhấc mông lên về cái bàn cho em nhé. Về cái bàn, xòe các ngón tay trên bàn tay cho em, xòe tay ra, lùi đầu gối ra sau nữa đi em. Hai tay mở rộng bằng vai đi mọi người, bắt đầu nhé. Chuyển động lưng võng xuống này, vẩy mông trước. Võng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, kéo cằm xa cổ, lưng con bò. Thở cuộn đỉnh mông xuống này, kéo rốn lên cao sâu vào. Kéo ngực lên cao sâu vào, đưa cằm sâu về hõm cổ cũng sâu vào. Tiếp tục vòng 2, chuyển động lưng võng xuống, dướn ngực kéo cằm xa cổ, ngước cằm lên, thẳng tay, thẳng tay. Thở cụp đỉnh mông xuống trước, rút bụng lên cao, rút ngực lên cao, cằm ép sát về hõm cổ. Tiếp tục chuyển động lưng võng xuống, dướn ngực mở vai thẳng tay. Ngước cằm lên, vểnh cái mông lên. Thở, quặn cái hông xuống, rút rốn lên. Rút ngực cao lên, cằm sâu về hõm cổ nhìn xuống. Tiếp tục lần cuối cùng, chuyển động lưng võng xuống, hít sâu. Kéo cằm xa cổ nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Thở, quặn đỉnh mông xuống, rút rốn lên cao. Rút ngực lên cao, cằm sâu về hõm cổ nhìn xuống. Rồi đứng quỳ trên hai đầu gối, giang tay của mình sang ngang, hít vào, giang tay sang ngang. Gập cánh tay phải sau lưng, nghiêng mình sang phải, vươn thẳng tay trái, nghiêng nữa đi ạ, nghiêng tiếp, giữ tư thế một lần ở đây. Cố gắng mình thẳng tay trái, đưa cái mu bàn tay phải về phía lườn, về phía bụng của mình nhiều hơn nữa. Đúng rồi, để mở cho vai phải. Một, nghiêng tiếp. Hai, thẳng tay trái nghiêng. Ba, duy trì giữ. Bốn và năm. Trở về ban đầu, hai tay lên cao, trở ngược lại, hít sâu vào. Gập tay trái sau lưng, nghiêng mình sang trái. Vươn thẳng cánh tay phải, cố định vùng hông, cố định vùng mông và thẳng đầu gối. Một, nhìn sang phải và chúng ta giữ tiếp. Hai, cố gắng giữ. Ba, bốn, năm và sáu. Rồi thoát tư thế, hai tay lên cao, trở ngược lại, hít sâu vào, hai tay lên cao. Tiếp tục nghiêng phải này, nghiêng phải đi mọi người, nghiêng phải đi, nghiêng tiếp này. Thả tay phải, nắm gót chân phải.
Đúng rồi, ngả lưng ra phía sau. Nâng cằm nhìn lên không thoải mái, tay trái đỡ ở đầu. Đẩy mông về phía trước, nâng ngực, nâng cằm lên cho cô. Kéo cằm xa cổ nhìn lên. Một, duy trì giữ. Hai, đẩy mông lên cao nhiều. Ba, siết bụng, nâng cái tim lên nhiều. Bốn và năm, kết thúc, vươn tay cao lên trời, hướng lòng bàn tay về trước, hít vào tách đầu gối song song đem. Chống bàn tay trái, chính giữa thả. Chống các ngón chân, ký ngón chân cho em nhé, vuông góc. Giơ tay phải lên cao, mở vai phải nhìn lên. Mông cân bằng ở chính giữa, không đẩy mông sang phải. Kéo mông về bên trái cho em đi, để lại sự cân bằng. Ký các ngón chân vuông góc xuống sàn. Một, mở cái bờ nách phải lên cao nữa. Hai, duy trì giữ. Ba và bốn, giữ nguyên, vòng tay phải trên lưng. Nhìn về phía trước, nhìn về phía trước. Nâng bàn chân trái lên nào, tay phải nắm bàn chân trái luôn. Nhìn về phía trước. Đúng rồi, chân trái lên cao, siết chân. Đúng rồi, chân lên cao, mở cho vai phải. Siết chân lên cao, nâng ngực lên. Chống tay nâng ngực lên cao nhiều. Đẩy đùi phải lên cao nữa, đùi trái lên, siết bụng lại. Chân lên cao, ngực lên cao, nâng đùi lên nữa. Một, giữ thăng bằng. Siết đùi thật mạnh. Hai, ba và bốn, thả chân xuống trở ngược lại, đầu gối song song. Vươn hai tay lên cao trở ngược lại, hít sâu vào. Thẳng tay. Rồi mọi người này, nghiêng trái, từ từ nghiêng từ từ này. Buông mềm vai trái, từ từ tay trái nắm gót chân từ từ. Ngả lưng ra phía sau. Tay phải thẳng ra sau qua đầu. Hãy nâng cái lồng ngực lên nhé. Cảm thấy khó thì chống mũi chân lên nha mọi người. Dễ rồi thì hạ bàn chân xuống, mông lên. Một, mông về trước, đúng rồi, thẳng tay. Hai, duy trì giữ. Ba và bốn. Rồi kết thúc, vươn hai tay lên cao trở ngược lại. Hướng lòng bàn tay về trước, hít vào. Úp tay phải chính giữa thả. Giơ tay trái cao lên trần nhà. Mở nách trái, mở vai trái. Chống mũi chân xuống sàn. Hướng gót chân của mình lên, giữ, mở tay trái lên. Một, nâng thân mình lên cao. Mông đẩy phê sang phía bên trái, bên phải. Kéo mông sang phải. Hai, mở nách phải hướng lên. Ba và bốn, gập tay phải trái sau lưng điện. Nhìn về phía trước, nhìn về phía trước. Nâng bàn chân phải lên. Tay trái với bàn chân phải. Cầm được cổ chân hoặc cẳng chân đều được, nhìn về phía trước. Siết chân lên cao, cái chân nó siết lên cao. Chúng ta chủ động nâng cái đùi lên thì cái tay của mình nó lên theo nha. Một, siết chân lên nữa, nâng ngực lên. Hai, nâng đùi lên. Tay không với chân, kéo chân mà chân kéo tay. Ba và bốn, kết thúc, quỳ trên hai đầu gối song song trở ngược lại. Giang tay sang ngang, hít vào. Tất cả giang tay sang ngang, ký mũi chân nha. Rồi từ từ siết bụng, ngả lưng ra sau. Cơ bụng đang hoạt động, giữ ở đây đã. Một, ngả lưng ra sau. Mông về trước một tí, mông về trước. Hai, ba, vòng tay nắm gót chân. Bắt đầu từ từ này, ưỡn ngược lên trước. Kéo ngược lên. Đẩy mông về trước từ từ. Đẩy mông về trước từ từ. Kéo cằm xa cổ nhìn lên ra phía sau. Mông ra khỏi gót chân, mông ra khỏi, mông lên. Một, mông về trước. Tay ra sau em. Hai, từ từ giữ. Tay ra sau, từ từ. Ba, đẩy mông về trước, đẩy mông về trước. Bốn, kết thúc. Năm, vươn tay cao lên trời trở ngược lại, hướng lòng bàn tay về trước. Gập hông đẩy mông lên sau, úp lòng bàn tay chống xuống sàn. Tiến tay về phía trước này, tiến tay về trước. Chống bàn chân, nâng đầu gối, đưa mông lên cao. Hai chân của chúng ta song song gần về nhau, đẩy vai xuống, thả lỏng đầu cổ. Nhìn xuống và chúng ta tập trung vào hơi thở ở bụng ở đây nhé. Tập trung vào bụng này. Một là nhịp hít vào, phình bụng lên. Hai là nhịp thở ra, cuộn rốn sát về bên trong, kéo rốn vào bên trong, cảm nhận cái vùng đáy thắt lưng của mình. Ba, hít sâu vào. Bốn, thở, cuộn chặt rốn vào bên trong và nhấn cái vai của mình xuống, nhấn lực xuống gót chân. Năm, hít sâu vào. Sáu, thở, đẩy mềm vai nhưng cuộn rốn chặt vào bên trong. Bảy, hít sâu vào. Và tám, từ từ thở ra, cuộn rốn chặt vào bên trong, đẩy vai thấp xuống. Tất cả chúng ta quỳ hai đầu gối xuống thẳng, mông ngồi về phía gót chân của mình. Đúng rồi, về tư thế kim cương. Hai tay cầm dây mở rộng bằng vai thôi nhé. Nhớ cho cô là mở rộng bằng vai thôi mọi người. Bằng vai, không choãi vai ra. Cầm nắm ở đây. Rồi, đưa dây qua đỉnh đầu, hít vào. Kéo bụng lên. Kéo ngực lên nào. Nâng cằm lên, ngả mình ra sau. Cảm nhận mông của chúng ta chìm về gót chân. Vươn nữa. Nâng tim của mình lên tiếp nữa. Nhưng đảm bảo siết bụng nha. Phải đảm bảo siết bụng. Một, hít sâu vào, nâng ngực lên. Hai này, cuộn rốn chặt vào bên trong đi ạ. Khi thở ra, cuộn rốn chặt vào bên trong và chìm cái mông của chúng ta xuống gót chân. Ba, kéo căng giữ tiếp cho cô đi mọi người. Bốn, kéo căng giữ tiếp. Năm,
và 6. Rồi, dây của chúng ta xuống đùi. Vai đầu cổ thả lỏng, thả lỏng, thả dây trên đùi cho em luôn. Rồi chúng ta vòng tay ra sau mông, đan các ngón tay lại với nhau. Ở đây, xoay một vòng khớp vai, hít vào tay la sa mông. Tiếp tục kéo ngược lên, kéo cằm xa cổ, nhìn lên, nhìn lên. Thở cúi đầu xuống này, khom lưng một chút. Cuộn từng đốt sống lưng một, từ từ xuống, từ từ xuống. Hạ trán thấp xuống mặt sàn. Nâng cánh tay đan của mình lên cao, xuống chậm, không xuống nhanh. Xuống chậm, không xuống nhanh và chúng ta giữ tiếp ở đây. Một, duy trì giữ tiếp. Hai, hít thở đều. Ba, bốn, kết thúc năm. Mông ngồi xuống gót chân, rồi từ từ nâng đầu lên. Hai tay lên cao, trở về ngược lại, hai tay lên cao, hướng lòng bàn tay về nhau này. Úp tay phải trên vai trái, dùng tay phải nắm lấy cổ trỏ tay trái, bắt đầu hít vào này, nâng ngược lên này, kéo ngược lên, nghiêng mình sang phải, sang trái em sẽ nói, nghiêng mình sang trái, dùng tay trái kéo cánh tay phải, kéo cánh tay phải buông mềm ra, căng toàn bộ cơ nách phải của mình, cơ vai này và cơ lườn phải, nghiêng tiếp. Một, dùng lực tay trái kéo toàn bộ, đẩy cánh tay ra phía sau gáy nữa, tay phải ấy. Hai, mở mềm vai tiếp. Ba, duy trì giữ. Bốn và năm, giữ nguyên tư thế này, nâng thân mình lên ở đây mọi người. Đưa bàn tay phải về phía giữa lưng. Giữa lưng, bàn tay phải giữa lưng. Tay trái của mình vòng xuống dưới vai. Tìm lấy tay phải của mình, ngửa lòng bàn tay trái này, úp lòng bàn tay phải này, hai tay tìm lấy nhau. Các ngón tay của chúng ta. Rồi, móc lấy nhau ở đây. Bắt đầu nâng ngực lên tiếp. Nâng cằm lên, hướng cằm lên một chút. Mở nách phải hướng căng lên, đúng rồi, giữ. Một, mở nách phải hướng căng lên và giữ. Hai, duy trì giữ. Ba và bốn, nhìn trước. Hít sâu vào. Đổ vai về trước, đổ lưng về trước 45 độ. Sau đó nhấc cái mông ra khỏi gót chân, tư thế trước ghế quỳ. Đúng rồi, dướn ngực về trước. Nâng cái cùi chỏ tay phải lên tiếp, nâng cùi chỏ tay phải lên. Nếu khó, cầm dây cho em. Nếu khó cầm dây, nâng cùi chỏ tay phải lên. Nhìn về phía trước, lưng 45 độ, ưỡn ngực, đúng rồi. Một, duy trì giữ. Hai, ba, bốn, mông ngồi xuống gót chân, trở ngược lại. Năm, được chưa ạ? Giang tay sang ngang, trở về ban đầu, hít vào cho cô nha. Từ từ này, từ từ. Rồi tay phải của mình đặt trên, cô xin lỗi, tay trái đặt trên vai phải. Tay phải nắm cùi chỏ tay trái. Bắt đầu nắm được chưa ạ? Nắm cùi chỏ tay, không nắm cánh tay nhé. Rồi nghiêng mình sang phía bên phải, dùng lực tay phải kéo toàn bộ cánh tay trái sang phía bên phải. Mềm cái hông của mình ra, mềm cái cơ lườn ra, nhưng đảm bảo bụng siết, siết chặt lại khi chúng ta thở ra. Một, nghiêng theo nhịp thở. Hai, siết cơ bụng thật chặt lại. Ba, tiếp tục nghiêng tiếp. Bốn và năm, rồi nâng thân mình lên ạ, ngồi vững này, tay trái của mình về phía giữa lưng, tay phải vòng xuống dưới. Đúng rồi, gập cánh tay phải, ngửa lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, úp bàn tay trái hướng vào trong và các ngón tay móc lại với nhau. Và tay trên là tay trái, kéo tay dưới là tay phải, kéo tay lên. Móc từ từ. Xoay vai về trước, ưỡn ngực về trước. Nâng cằm lên từ từ nha mọi người, xoay nâng lên từ từ. Móc tiếp và giữ ở đây. Hít thở đều. Rồi cuộn các ngón tay lại với nhau, móc tiếp. Xoay lên đẩy được tiếp. Kéo cái lồng ngực lên, tức là chúng ta đẩy được cái tim của mình lên, phổi của mình được mở ra. Một, cái cơ ngực của mình này là cái cơ giúp chúng ta hít vào đều và thở ra được nhiều. Hai, duy trì giữ. Và ba, mọi người từ từ này, nâng mông lên, cứ làm từ từ, hít vào. Đổ cái vai về trước 45 độ, view cái đỉnh mông ra sau. Đúng rồi, làm được thì nâng mũi chân lên nhá, còn không làm được mũi chân xuống. Một, ưỡn ngực về trước đi ạ, không cú lưng. Hai, mở, đưa cái cù trỏ tay trái lên. Ba, bốn, mông ngồi xuống thẳng. Năm, thở ra. Được rồi, kết thúc nhá. Vươn tay cao lên trời, trở ngược lại, hít sâu vào. Hai tay lên, hướng lòng bàn tay về trước. Úp bàn tay chống xuống thẳng. Từ từ này, đi bộ hai tay về trước. Hạ ngực xuống, hạ cằm xuống, về tư thế mèo duỗi mình. Nhắm mắt lại, đua cằm la sa cổ, sau đó hạ cằm xuống, thả lỏng trán, nhắm mắt lại, đừng mở mắt, đừng nhìn lên, đừng nhìn trước. Sau đó cấp độ tiếp theo, chống mũi chân, nâng đầu gối lên cao, có thể tay cầm chặt vào mép thảm của mình, nếu mà tay của chúng ta ở dưới thảm, kiễng gót chân lên cao, đưa đỉnh mông lên cao, tiến mũi chân về phía bụng để ép được ngực xuống nhiều. Nhưng ở tư thế này nhớ hãy siết chặt bụng lại cho cô, thì chúng ta cảm thấy dễ chịu nha. Và bảo tồn được cái lưng của mình. Một, duy trì giữ tiếp. Hai, cố gắng giữ. Ba, bốn, kết thúc xuống. Năm, thu tay về trở ngược lại cho em ạ. Rồi tay cầm dây về phía đầu thảm cho em ạ. Tay cầm dây về phía đầu thảm đi mọi người. Dây về phía đầu thảm cho em, thả dây về phía đầu thảm. Sau đó chống tay trở ngược lại dưới dây về cái bàn. Rồi ký ngón chân lên ạ. Rồi nâng mông lên, nâng đầu gối lên, trở về tư thế chó úp mặt cúi đầu. Mông lên cao, đầu thấp xuống, hạ thấp vai xuống. Và giữ tiếp ở đây.
5, duy trì giữ tiếp. 4, 3, 2 và 1. Mọi người nhìn về phía hai bàn tay. Gập gối, bật nhảy hai chân ra ngoài thảm, ngoài tay, hít vào. Hai chân sát vào mép thảm cho em. Sau đó từ từ tay cầm dây. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu. Mở rộng dây của chúng ta ra ngoài vai một chút. Đúng rồi, thẳng lưng, hít sâu vào. Nghiêng mình sang phía bên phải, dùng lực tay phải kéo dây. Cố định vùng hông của mình một chỗ. Đúng rồi, nghiêng thân mình sang phía bên phải, dùng lực tay phải kéo dây. Nghiêng cong sang bên phải nhiều hơn nữa đi mọi người. Khá đẹp, điện thoại của em. Một, căng giãn lườn trái, nghiêng cong tiếp. Hai, nghiêng nữa. Ba, hít thở đều. Bốn và năm. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu trở ngược lại, hít vào. Chúng ta đổi bên tương tự, nghiêng. Dùng lực tay phải kéo dây sang và tay phải xuống từ từ. Đúng rồi, kéo dây tay phải thấp xuống, giữ tiếp. Một, duy trì giữ nghiêng tiếp. Hai, tiếp tục từ từ nghiêng. Ba, nghiêng nữa tối đa. Bốn và năm. Rồi trở về ban đầu. Dây cao lên, mở rộng dây ra một chút nữa thôi ạ. Bắt đầu tay phải này, vòng ra phía sau lưng. Dùng lực tay phải kéo, kéo cái trái lên cao, nâng ngực lên, siết bụng lại, nâng cằm lên, nhớ siết chặt bụng. Thẳng tay trên, giữ. Tay dưới kéo tay trên xuống. Một, thân mình về trước giữ vững nha. Hai, kéo xuống nữa, siết bụng lại. Ba, bốn, kết thúc nằm. Rồi nâng dây lên trở ngược lại, hít vào. Đổi bên xoay tay trái ra sau. Dùng lực tay trái kéo dây, nhớ siết bụng nha. Kéo ngược lên, cố định cái hông của mình đi. Giữ. Năm, duy trì giữ tiếp. Bốn, ba, hai, kết thúc một. Đưa dây qua đỉnh đầu, giữ cố định phần hông nha. Rồi từ từ này, kéo ngược lên, dây ra phía sau. Kéo ngược lên cao, cố định hông. Nâng ngược lên, từ từ ngả lưng ra sau. Hơi đẩy nhẹ mông về trước, nhưng đảm bảo lưng của chúng ta cao lên. Một, đảm bảo lưng cao lên, mở vai ra phía sau. Nhìn lên, không nhìn thấy dây đâu nha. Hai, duy trì giữ. Ba, kết thúc bốn. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu, trở ngược lại, hít vào này. Đẩy mông ra sau, thả dây về đầu thảm. Hai tay nắm chặt lấy hai cổ chân của mình phía sau gót chân. Rồi gập xuống về tư thế tam giác đứng. Rồi đẩy đỉnh mông lên cao. Gập xuống từ từ. Đổ trọng lượng cơ thể về hướng bàn chân trên. Gập cánh tay của mình sát về phía ống đồng phía sau ấy. Đúng rồi, sau đó thẳng chân từ từ. Lọt đầu của chúng ta về giữa hai chân bằng cách đưa đỉnh mông lên cao. Nhưng không gồng cổ nha, không gồng cổ. Một, duy trì giữ. Hai, ba và bốn, giữ nguyên. Nâng thân mình lên từ từ, giang tay sang ngang, thân mình song song về sàn. Siết bụng lại, tay trái nắm cổ chân phải, lật lườn phải hướng lên trần nhà, nâng ngực lưng cầm lên, đưa tay phải sang phía bên trái, mở nách phải hướng lên trần nhà. Xoay từ từ, thân mình ở chính giữa hai chân. Thân mình ở chính giữa hai chân, mở nách phải ra cho cô đã chị. Các chị đừng vòng tay vội nhá, mở nách phải ra đã. Giữa đấy hít thở sâu và đều. Một, nâng người lên, đưa thân mình về trước. Hai, mở lên từ từ mềm ra. Ba, bốn. Rồi vòng tay phải, bây giờ với vòng tay phải sau lưng, ôm đùi trái phía sau. Giữ ở đây. Tiếp tục giữ. Một, lật lên tiếp đi. Hai, từ từ xuống. Ba, mở lên. Bốn, kết thúc năm. Giang tay sang ngang, dướn ngực về trước, hít vào. Đổi bên này, tay phải nắm lấy phía cổ chân trái. Lật lườn trái lên cho cô ạ. Tất cả mọi người đưa thân mình về chính giữa thảm. Nâng ngực lên, mở nách phà trái ra đã. Di chuyển thân mình sang phía bên trái đi. Mở nách trái hướng lên, nhìn lên em. Làm sao mở được cái nách trái lên đã. Một, lên từ từ nha. Hai, mở vai lên từ từ. Ba, bốn và năm. Gập tay trái sau lưng, ôm đùi phải phía sau. Rồi bắt đầu tiếp tục nật vai trái lên nữa. Nâng ngực lên nữa, nga nga. Nâng ngực lên nhiều. Một, vặn lên tiếp. Hai, duy trì giữ. Ba, kết thúc bốn. Rồi nhìn về trước, vươn hai tay cao lên trời. Đứng thẳng lên, hướng lòng bàn tay về trước, hít sâu vào. Vòng hai tay ra phía sau mặt lưng này, úp tay trên mặt lưng ở đây nhé. Ở tất cả ở đây đã này, ép cái vai của mình đây này. Cuộn vai này, xoay vai này, kéo ngược lên. Kéo ngược lên, hơi ngả vai ra sau, đẩy mông về trước từ từ, hít vào. Thở, ngả lưng ra sau từ từ. Bám chắc hai chân xuống sàn, trườn tay xuống dưới mặt đùi. Trườn tay xuống dưới mặt lưng. Đẩy mông lên về phía trước và mông lên cao, ngực lên cao nhiều tối đa, làm sao căng được cái vai và cái ngực của mình, siết đùi. Một, thẳng chân từ từ trườn tay xuống nữa. Hai, trườn tay xuống dưới mặt trong của đùi, mặt trong của đùi. Ba, kết thúc bốn. Rồi vươn tay cao lên trời, trở ngược lại, hít vào hướng lòng bàn tay về trước.
Tất cả đẩy mông ra sau, thoát bụng lại, đẩy mông ra sau, chống hai bàn tay xuống thảm. Bật nhảy hai chân về cuối thảm, về tư thế tấm ván. Từ tấm ván mình quỳ hai đầu gối xuống thảm đi. Ngực xuống, cằm xuống, trở về 8 điểm chạm sàn. Chống tay nằm sấp, trườn người lên lại, xoay vai duỗi mũi chân. Mở ngực, mở vai, thẳng tay này, vai ra sau và ngực nâng lên cao. Chống bàn chân để đưa mông lên, chó mặt cúi đầu. Chân gần về nhau, nhìn xuống, hai chân đẩy vai xuống. Thở ra mềm vai, thả lỏng đầu cổ, mềm ra nhất có thể. Từ đây mọi người nâng cái chân phải lên cao, hít vào, đưa chân phải lên cao thì gót chân trái xuống sàn. Nhớ không lệch nông, không lệch hông. Tất cả úp nách phải căng xuống mặt thảm đi. Quặn cái hông phải xuống, úp mặt hông phải xuống. Bước chân phải về trước đặt bên cạnh ngón cái của tay. Hạ đầu gối chân trái, duỗi dài xuống, duỗi dài chân trái xuống. Hai tay cầm dây. Dây mở rộng song song bằng vai cho em nào. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu. Kéo bụng lên trước đã. Kéo ngược lên, ngả toàn bộ từ vùng rốn của mình nhá, đến tay của mình ra phía sau. Chứ không phải ngả mỗi đầu. Đúng rồi, mặt đùi trái chìm xuống nhiều. Đúng rồi, chìm xuống nhiều nữa. Một, đưa bụng ra xa đùi, kéo bụng ra xa đùi. Hai, bụng lên nữa. Ba và bốn. Rồi, dây về phía đầu thảm trở ngược lại. Chống hai tay xuống sàn cho em trở ngược lại. Chống mũi chân trái, nâng đầu gối chân trái lên tiếp này. Đá chân phải lên lần hai. Chân phải lên lần hai, nhấn gót chân trái xuống sàn. Nhấn gót chân trái xuống sàn. Tiếp tục bước chân phải về trước đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải lần hai nha. Lại hạ đầu chối chân trái xuống, duỗi chân. Lần hai tương tự. Hai tay kết ấn Chin Mudra. Tay kết ấn Chin Mudra, hai tay cao lên trời. Nâng bụng lên, nâng ngực lên này. Xoay mình về hướng chân trái. Thả tay trái về chân. Nghiêng mình về chân trái, vươn thẳng tay phải. Mông xuống, kéo cái lườn ra xa đùi tiếp. Giữ. Trườn tay trái về phía gót chân nhiều nếu có thể. Một, trườn tay xuống nữa đi. Hai, trườn xuống nữa. Ba, kết thúc bốn. Rồi hai tay lên trở ngược lại, hướng lòng bàn tay về trước. Úp tay chống xuống thảm. Tiếp tục nha. Chống mũi chân trái, nâng đầu gối chân trái lên này. Úp bàn tay xuống đi, tất cả úp bàn tay xuống. Nhấc bàn chân phải vòng trên mông. Lật vòng chân phải trên mông, đúng rồi, lật trên mông, trên mông. Bắt đầu từ từ này, úp bàn chân phải xuống, sau mông chân phủ sàn, gập gối chân phải. Thẳng chân trái, tay phải qua đầu. Thẳng chân trái về phía cối thảm. Đẩy mông lên cao, em lật chân ra phía sau, chân phải là sau, đúng rồi. Một, chân trái về cuối thảm, xoay chân về cuối thảm đi. Tay phải lên. Mông lên, kiễng gót chân phải, nâng mông lên nữa. Hai, đẩy vai thẳng tay phải. Ba, mềm vai ra từ từ, xoay từ từ, mông lên nữa, xoay. Bốn, và năm, chống tay phải xuống, đá chân phải lên cao. Chân phải lên cao, chân phải lên cao, hít vào. Bước chân phải về trước, đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải. Được chưa? Hai tay cầm dây. Mở rộng dây bằng vai. Rồi thẳng hai chân lên, đứng lên thoải mái. Chân trái úp xuống chân phải, chân phải úp xuống chân trái, kiễng, kiễng lên chị. Chị Lý kiễng gót chân lên. Gập gối chân phải, lùi chân trái ra sau. Kéo bụng lên này. Kéo ngực lên, kéo dây lên. Nhìn lên, nhìn lên. Đúng rồi. Bụng ra xa đùi, bụng không về phía trước, bụng ra sau. Nhìn lên em. Một, kiễng gót chân trái vuông góc lên được không? Hai, xoay cái hông về trước. Ba và bốn, nâng lên trở ngược lại, hít vào, thẳng hai chân này. Thở từ từ này. Hạ dây của chúng ta xuống, mặt thẳng. Thẳng chân phải được chưa? Xoay gót chân trái, hạ gót chân trái xuống 45 độ. Đẩy mông hướng sang bên trái. Đưa tay trái đặt bên cạnh ngón út của bàn chân phải, úp bàn tay xuống nếu được, không được chống các ngón tay. Giơ tay phải cao lên trần nhà, nếu khó chống các ngón tay của bàn tay trái. Làm được thì úp mặt lòng bàn tay xuống. Thẳng chân trái về cuối thảm, chuyển lực với gót chân trái. Đẩy mông sang phía bên trái thì thân mình nó sẽ thẳng với bàn chân phải. Chuyển lực về gót chân trái một chút. Một, thẳng hai tay nhé. Hai, lật lườn phải lên. Ba và bốn. Rồi tay phải xuống, tay trái xuống, giữ này. Đan tay trên lưng của mình. Đan tay trên lưng, đan tay trên mông. Nâng tay đan lên cao, hít vào. Ưỡn ngực về trước, kéo giãn lưng. Gập thân mình về hướng chân phải. Thẳng chân. Lọt thân mình bên trong chân cũng được nha. Lọt thân mình bên trong chân cũng được. Thẳng chân theo khả năng. Đan tay lại ở đây em. Chân trái ra sau nữa đi. Chị giữ cho. Lùi chân trái ra sau nữa. Chúng ta giữ được, chúng ta hít thở đều. Chị Lý lùi chân trái ra sau nữa. Một, từ từ giữ. Hai, duy trì giữ. Ba và bốn, úp hai tay chồng xuống sàn. Gập gối chân phải, kiễng gót chân trái, thẳng chân ra sau, rút chân phải ra sau cùng chân trái. Mọi người đẩy vai về trước, về tư thế tấm ván. Từ tấm ván quỳ hai đầu gối xuống sàn.
đặt ngực về phía hai bàn tay, hạ cằm xuống 8 điểm, thở dài. Chống tay tất cả nằm sấp, duỗi mũi chân, cuộn vai, nâng ngực lên. Làm được thì tẳng tay, còn không thoải mái thì gập cánh tay. Tất cả từ từ, chống bàn chân, đưa mông lên cao, chó mặt cúi đầu, nhìn xuống hai chân cho em. Thở ra hết, thở ra hết, nhấn gót chân xuống, đẩy vai thấp xuống, thở ra. Tiếp tục lần hai, mọi người lại nâng chân trái lên, đổi bên, nâng chân trái lên cao, hít vào. Bước chân trái về trước, đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay trái. Hạ đùi phải xuống mọi người, duỗi mũi chân, tay cầm dây. Kiểm soát đầu gối chân trước, không vượt quá cổ chân. Rồi đưa dây qua đỉnh đầu đi ạ. Kéo ngực lên, kéo cằm lên, hít vào. Ngả lưng ra sau, bụng ra xa đùi, bụng ra xa đùi. Mặt mông phải chìm xuống, duỗi mũi chân phải được không? Duỗi mũi chân, đúng rồi, kéo bụng lên, kéo ngực lên, cắm lên, nhìn lên không nhìn thấy dây đâu nha, thẳng tay. Thẳng tay. Rồi hít sâu vào đi mọi người. Rồi thở ra, thả dây xuống, trở về trước, úp bàn tay xuống. Chống mũi chân phải, nâng đầu gối chân phải, thẳng chân. Đá chân trái lên cao, vòng 2. Nhớ này, đá chân trái lên cao, ấn mặt nách trái xuống sàn. Úp cái mặt hông trái xuống sàn. Bước chân trái về trước, tiếp tục. Đúng rồi, hạ đùi phải xuống, duỗi thẳng mũi chân. Kiểm soát đầu gối chân trước đã, vươn tay ca lên trời, tay kết ấn, hít vào. Mông xuống này, ngả lưng ra phía sau, nghiêng mình về phía chân phải. Tay phải với được gót chân phải nếu có thể. Không thì thả tay trên đùi, mông xuống từ từ. Mông xuống từ từ vươn. 1. Cảm nhận độ nghiêng. 2. Mông xuống. 3. Kết thúc. 4. Hai tay lên cao, trở ngược lại, thẳng tay. Úp bàn tay chống xuống thảm nha, úp bàn tay chống xuống thảm, chống mũi chân phải đi mọi người. Rồi, từ từ này, nhấc cái bàn chân trái về mông cho em, nhấc bàn chân trái về mông. Lật đi, lật xuống, đúng rồi. Thẳng chân phải, gập chân trái, kéo tay trái lên trời, kiện gót chân trái. Thẳng chân phải về cuối thảm, ấn bàn chân, nâng mông lên cao. Tay trái nha, luôn gần về tai và chúng ta đẩy ngực và đẩy vai đều nhau. 1, đẩy mông lên, lên nữa. 2, tay gần xuống thảm như này. 3, duy trì giữ. 4, kết thúc nằm, tay trái xuống, đá chân trái lên cao, cố gắng lên, chân trái lên cao. Bước chân trái về trước, đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay trái. Lùi đầu gối chân phải xuống, bắt đầu hai tay cầm dây để về chiến binh nha. Chống mũi chân phải, nâng đầu gối chân phải lên mọi người. Rồi nâng dây lên cao, chiến binh 1, thẳng hai chân từ từ. Khuỵu gối chân trái, ngả lưng ra sau, gập gối theo khả năng. Bụng lên, ngực lên, cằm lên và chúng ta giữ tiếp ở đây. 1, cố gắng kéo bụng lên. 2, duy trì giữ. 3, giữ tiếp lên. 4, rồi dây xuống, từ từ, dư nhìn trước, dây xuống, thẳng chân dây xuống cho cô này. Chống ngón tay xuống, hạ xoay gót chân phải 45 độ vào trong. Mông đẩy sang bên phải, thẳng hai hông, tay phải đặt bên ngoài chân trái. Đúng rồi, giơ tay trái lên cao, nếu cảm thấy không thăng bằng tay phải đặt bên trong. Nếu cảm thấy khó, chống ngón tay của bàn tay lên, nâng lòng bàn tay lên. Thẳng chân trước từ từ theo khả năng. Nhấn cái gót chân sau xuống. Đưa thân mình sang phía chân trái bằng cách đẩy mông sang phải. 1, thẳng chân trước từ từ. Tay của mình ở trong chân đi cho chị. 2, thẳng chân từ từ. 3 và 4, rồi tay trái xuống. Điều chỉnh hai chân cân bằng, thúy chân mở rộng quá. Chân gần nhau quá cũng không làm được tốt và chân mở rộng cũng quá cũng không tốt nhất. Điều chỉnh cân bằng cho em ạ. Đan tay trên lưng đi mọi người. Bắt đầu hít sâu vào, thẳng chân, gập từ từ, gập chậm xuống nhá, càng gập thì phải càng nằm chậm mọi người, cúi đầu xuống, mông sang phải, mông sang phải, mông sang phải, chân xa quá, 1, sân chân xa quá, em lùi chân ra sau nữa cho chị, 2, lùi chân ra nữa, 3, tất cả 4, úp tay xuống, rút chân trái ra sau cùng chân phải mọi người về tấm ván đi ạ, tấm ván, từ tấm ván chúng ta quỳ hai đầu gối xuống sàn. Ngực xuống, cằm xuống 8 điểm, chạm sàn, thở ra. Tất cả hạ trán xuống thảm, nằm sấp. Hạ trán xuống thảm, nằm sấp. Bàn chân về mông. Tay nắm cổ chân trên mông. Đúng rồi, thả trán xuống nhá. Vẫn trán xuống nhá, trán không lên nhá. Bắt đầu từ từ. Đẩy chân, đẩy gót chân ra xa mông. Nâng cơ đùi lên. Nâng đùi lên cao, bắt đầu nâng ngực lên, nâng cằm lên, kéo cằm xa cổ, nhìn về phía trước, nhìn về phía trước, giữ thăng bằng ở đây, nâng ngực lên cao nhiều, siết chân lên cao, đừng nhìn lên nha. 1, không nhìn lên nha mọi người. 2, duy trì giữ. 3, 4, rồi 5, xuống, thở ra.
Giang tay sang ngang, bàn tay úp xuống thảm, xoay mặt về cánh tay phải, lỗ tai trái chạm thảm. Nhắm mắt. Chúng ta đổi bên ạ. Rồi mọi người hạ cằm xuống thảm. Lần hai đưa bàn chân về mông cánh cung lần hai. Nhớ cho em là siết đùi lên cao nhé. Bắt đầu. Bắt đầu đã, từ chưa vào thế. Bắt đầu đưa chân ra xa mông trước. Kéo chân ra xa mông, nâng ngực lên. Nâng cằm lên, siết chân lên cao. Chân của chúng ta ở trạng thái siết chân lên cao nữa. Siết chân lên cao nhiều nữa. Một, nâng ngực lên nữa, đẩy ngực ra xa thảm. Hai, siết chân lên cao. Ba, chân lên nhiều. Bốn, rồi nằm xuống, thở ra. Chống tay xuống dưới ngang ngực. Xoay vai nâng ngực lên, chó ngửa mặt thẳng tay kéo cằm xa cổ. Chống bàn chân đửa đưa mông lên cao, chó úp mặt cúi đầu. Tất cả tập trung vào vùng bụng của mình. Với hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân chạm xuống thảm theo khả năng. Nhịp hít sâu và chúng ta phình bụng lên tối đa đấy ạ. Nhịp thở ra cuộn chặt rốn lại. Ép cái vai xuống và chặt cuộn chặt rốn sâu lại nha. Tiếp tục hít sâu vào. Thở cuộn rốn sát về bên trong. Lần cuối hít sâu vào. Thở cuộn rốn sát vào bên trong, thở ra. Mọi người đưa cái chân phải lên cao đi ạ. Đưa chân phải lên cao, nhấn gót chân trái xuống sàn. Bước cái chân phải về trước, đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải. Sau đó này dịch chuyển chân phải sang hướng bàn tay trái. Rồi hạ cẳng chân cuốn xuống, hạ thấp mông xuống, quỳ đầu, hạ đầu gối xuống. Kéo bàn chân phải về phía vùng bẹn của mình nhiều. Úp bàn chân trái, úp duỗi mũi chân trái xuống. Nhấp nhả cái hông của mình đây ạ. Hít sâu và thở xuống này. Bắt đầu lên. Ép đùi trái xuống. Đúng rồi, tiếp tục. Lên, ép xuống. Lần cuối, nhấc lên và ép xuống. Giữ ở đây. 5, chị ơi vất hộ em cái dây. 4, 3, 2 và 1. Tay phải này, chống tay về mặt đùi phải. Tay trái cầm dây, nâng ngực lên ở đây đã. Siết mu chân trái xuống, úp ở đây. Bắt đầu từ từ này, nâng mũi chân lên. Vòng tay trái ra sau, móc cái đầu dây ấy của chúng ta vào phía bàn chân trái. Móc dây ở đây. Ai làm được bồ câu rồi không cần dây nhé. Bắt đầu từ từ. Từ từ này, cuộn cái vai. Xoay cái cánh tay ở đây, xoay lên từ từ. Nhìn về phía trước, xoay dây đi chị. Làm bằng dây đi. Làm bằng dây đi, nhìn về phía trước. Rồi ai làm được nâng tay phải lên. Chúng ta cầm dây cho cô nha. Nếu cảm thấy khó chúng ta cầm dây xa ra như này. Nhìn về trước này, không ngả cổ. Không ngả cổ, chỉ cần kéo bụng lên thôi ạ. Nâng vùng hông, vùng bụng lên một chút. Nâng cằm lên chứ không ngả cổ nha. Siết chân ra xa mông. Đẩy chân ra xa mông, nhìn trước, đừng nhìn lên. Đừng nhìn sau. Lên từ từ, đúng rồi, giữ tiếp, lên từ từ. Một, cầm cao cái dây lên, để tay ra phía sau nữa. Cầm cao cái dây lên, đúng rồi. Bắt đầu từ từ kéo lên, và lần từ từ. Chân ra xa. Đúng rồi, đừng ngả cổ, nâng ngực lên thôi, đừng ngả cổ. Tay cần về nữa thì chị Trang ạ. Gần tay về nữa đi, cứ đứng giữ ở đó và chúng ta lần tay. Cứ giữ ở đó và lần tay. Đấy, đấy. Cứ như nâng cằm lên và nâng ngực lên, hơi ngả thân mình ra sau và lần tay tiếp. Còn nửa gang nữa chị Trang. Nửa gang nữa, chúng ta cứ lần giữ ở đấy như thế em, đừng ngả cổ nó được. Chân ra xa đầu. Đẩy chân ra xa đầu, đúng rồi, căng cái chân ra xa đầu, tiếp tục kéo nữa. Cứ giữ hít thở đều là được, hít thở đều. Chân ra xa tiếp và lần tay tiếp, đúng rồi, lần tay tiếp. Lần nữa, chân ra xa tiếp. Rồi xuống đi cho em ạ, xuống đi, thả dây xuống. Bây giờ mọi người bước cái chân trái về phía trước đầu gối chân phải cho em đi. Bước chân trái về trước đầu gối chân phải. Trước ở đây, được chưa? Cái bàn chân phải về phía mông trái nhưng là xa mông một tí này. Hơi kênh mông trái lên cho em một chút đã nhá, tay trái đặt trên đùi. Đưa tay phải lên cao. Mọi người chú ý cho em, một số người chân để ngang đầu, ngang đùi không được. Chân về phía trước. Gót chân về phía trước đầu gối chân. Rồi cánh tay phải này đặt bên ngoài đầu gối chân trái. Lực này, xòe căng ngón tay của bàn tay phải đã. Xòe tay ở đây đã. Chống tay trái sau mông, chống ngón tay. Đẩy ngược lên này. Từ từ nhả cái mông trái xuống. Nhả mông trái xuống nhưng chống ngón tay của bàn tay trái. Nâng cao từ vùng đáy thắt lưng lên, dướn ngược lên. Dùng lực của tay trái đẩy nhá.
cuộc sống của chúng ta sẽ được hưởng lợi. Cánh tay phải của mình này đẩy đầu gối chân trái sang phía bên phải, nâng cao cuộc sống lên, bắt đầu từ từ lần tay trái của mình sang phía mép thảm bên phải, lần từ từ, xoay từ từ liếp, vặn tiếp, một hướng cằm ra sau tiếp nha, hai duy trì giữ, ba, bốn và năm, tiếp tục lựa chọn tiếp theo này, tay trái cầm bàn chân, tay phải cầm bàn chân trái, kéo thẳng chân về trước là lựa chọn dễ này, lựa chọn khó hơn này, luồn tay trái, luồn tay phải dưới đùi trái ở đây nhá. Và tay phải của mình ra sau, hai tay ôm chân thẳng ở đây. Được chưa? Còn lựa chọn dễ thì tay trái cầm bàn, tay phải cầm chân trái, kéo thẳng chân về trước ngực. Đưa tay trái thẳng ra phía sau. Đấy, giữ. Đúng rồi. Còn ai làm được thì lựa chọn khó hơn là tay ôm đùi. Được chưa? Tay ôm đùi. Một chân lên, tay lên chị, tay lên, tay lên. Hai, ba và bốn. Rồi gác chân lên trở ngược lại, gác chân trái lên trở ngược lại, gác chân trái lên, được chưa? Vươn hai tay cao lên trời, hít vào. Úp hai bàn tay chống về thảm này, trở ngược lại. Bước từng chân một về cuối thảm, về tấm ván. Đổ vai trước về tấm ván. Đổ vai về trước về tấm ván. Từ tấm ván tiếp tục hạ đầu gối xuống sàn, ngực xuống, cằm xuống, 8 điểm thở hết. Nằm sấp nâng ngực lên, cuộn vai nhá, xoay từ từ. Lên cao tiếp, chó mặt lên cao, cúi đầu. Đúng rồi, cúi đầu xuống. Rồi bây giờ mọi người di chuyển chân trái lên cho em ạ. Đổi bên, chân trái lên. Bước chân trái về trước đi từ từ. Di chuyển chân trái sang bên phía bàn tay phải. Rồi hạ chân xuống, hạ cẳng chân xuống, hạ đùi xuống. Nhấp nhả cái đùi phải của mình xuống này. Nâng lên xong hạ ép xuống này. Nâng lên xong ép đùi xuống này. Nâng lên ép xuống tiếp, cứ lên từ từ. Ép xuống từ từ. Ép xuống nữa. 3 4 5 và 6. Rồi giữ nguyên, chống một tay là tay trái của mình lên đùi trái đi để nâng được bụng lên. Siết được cái mu chân phải xuống, ép xuống này, tay trái cầm dây đi. Úp đùi trái xuống nhá, đừng nhấc lên nhá. Móc cái đầu dây này vào chân phải, nâng bàn chân phải lên. Rồi chúng ta giữ ở đây nhỉ. Úp mặt đùi phải xuống cho cô đi đã, úp mặt đùi phải rồi xoay. Úp mặt đùi xuống này. Ở đây cuộn vai lên. Xoay hai vai cân bằng đổ về trước đã. Úp được mặt đùi phải xuống đã. Sau đó nâng tay trái lên từ từ. Cứ làm cân bằng đi đã. Đấy, làm cân bằng đi, đừng làm lệch hông. Đúng rồi, úp mặt đùi phải xuống tiếp. Lần tay ra sau, cầm tay, cầm chân. Kéo ngực lên cao tiếp. Kéo ngực lên. Đúng rồi, tiếp tục. Đừng ngả đầu ra sau nhé. Chúng ta làm từ từ và theo thời gian cái vai của mình mở, mình sẽ tự làm được. Lần xuống nữa đi. Lần tiếp, ngả lưng ra hơi nâng bụng lên một tí. Ngả tiếp lên, đúng rồi. Tay cầm nữa đi chị Phượng, úp mặt đùi phải xuống chị. Xoay. Đẩy vai phải về trước nữa mọi người. Chân ra xa đầu. Một, kéo nữa tiếp. Lần tay tiếp nữa chị. 2, 3, rồi 4, xuống, thở ra. Rồi, bước cái chân phải về trước đầu gối chân trái luôn đi. Bước chân phải về trước đầu gối chân trái. Trước nha mọi người, gót chân về phía trước một chút này, choãi ra một chút cho nó dễ nha, cho lưng thẳng. Tay trái lên cao, tay phải ra ngoài đầu gối chân trái. Bắt đầu siết này, nâng ngực lên đã. Chống các ngón tay của bàn tay phải phía sau mông. Nhấn cái mông phải xuống từ từ. Đấy, nâng lồng ngực lên. Nhìn ra phía sau. Tiếp tục di chuyển tay phải, xoay cái vai ra phía ngoài để hướng về mép thảm bên trái. Đúng rồi, giữ chắc ở đây nha. Xoay tiếp. Một, tiến tay phải ra ngoài nữa đi. Ra ngoài tiếp. Hai, duy trì giữ. Ba, bốn và năm. Hai lựa chọn nhé. Lựa chọn dễ thì tay trái cầm chân phải kéo. Để làm được này, chúng ta này, cái tay này này. Đấy nhá, để xoay được này, cách xoay này. Chúng ta cuộn cái vai này đây này. Xoay này, ở đây. Luồn từ từ. Ép được cái út được cái mặt vai xuống xuống này. Ngả thân mình sang đây này, xuống này. Xuống này, xuống này. Cái tay kia, sau đó vòng cái tay ra sau. Sau đó mông lên và cầm được. Đấy, chúng ta xuống từ từ lên từ từ chúng ta làm được. Đấy. Đẩy vai về phía đây, về đây. Đây 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 đây, vai xuống. Vai xuống này, lần tay xuống này. Quận tiếp này, được chưa? Quận được chưa? Xong vòng tay ra sau. Ok chưa? Lắm này. Xong nâng thân mình lên, nâng được cái chân lên. Nhá, được chưa? Đấy. Nó có phương pháp của nó nhé mọi người. Đấy, có phương pháp để lên. 3, 4, kết thúc, 5, hết, xuống, được chưa? Được chưa? Rồi xoay tay, hai tay lên cao, trở ngược lại, hít vào. Úp bàn tay xuống, rồi đưa chân ra sau từ từ về tấm ván. Về tấm ván, tấm ván, tấm ván. Tấm ván, chỉ về tấm ván thôi. Rồi từ tấm ván, quỳ đầu gối chân phải xuống. Chống mũi chân phải, xoay ra phía sau mông một chút. Một chút, xoay sau mông một chút, đúng rồi, tay trái cầm dây.
Tay trái cầm dây nha mọi người, cầm dây này. Rồi từ từ móc cái đầu dây vào bàn chân trái nha, móc đầu dây vào bàn chân trái này này. Thấy chưa? Móc đầu dây vào bàn chân trái. Chống vững tay phải và chân trái, bắt đầu xoay. Xoay này, cuộn cái vai thẳng về trước, đẩy cái vai trái về trước, lên về trước, xoay về trước đã. Xoay về trước, đổ cái vai trái về trước, siết chân trái lên cao. Siết chân trái lên cao, đúng rồi, nhìn về trước giữ thăng bằng, lên để siết chân lên, xoay tiếp đi. Nâng ngực lên. Lực chân trái của chúng ta siết để kéo vai. Hàng tay bắt chân được thì chị Hằng. Một, lực chân trái của mình siết chân lên cao để kéo vai. Hai, tay cầm chân kéo căng lên, siết chân lên cao, siết chân lên cao. Ba và bốn, xuống, thở ra, thả lỏng, thả lỏng mông ngồi xuống gót chân đi, mông ngồi xuống gót chân, thả trán xuống sàn, hai tay xuôi cùng chân về em bé, thả lỏng, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, tay xuôi xuống, tay không về trước, tay xuôi xuống cùng chân, tay xuôi xuống cùng chân, tay xuôi xuống cùng chân. Mông về gót chân từ từ mềm ra, mềm ra, mềm ra nha. Rồi chống tay xuống, nâng đùi mông lên, lần 2. Ký các ngón chân xuống sàn cho em đi ạ, xoay mũi chân trái ra sau. Đúng rồi, tay trái chống về trước đầu gối chân trái. Rồi tay phải cầm dây, móc dây vào bàn chân phải. Quên à? Ai làm được không cần dây nha. Ai làm được xoay tay không cần dây. Dây đi, à xoay được không? Chống nhá, đúng rồi. Cuộn, xoay cái vai lên, xoay cái vai lên. Xoay cái vai lên, đúng rồi. Xoay về trước đi. Sai rồi em, sai rồi. Rồi cầm chân đi, cầm chân đi. Cầm bàn chân, xoay cái vai về trước, cuộn về trước, xoay đây. Không phải, được rồi, ok, giữ đấy cũng được. Nâng ngực lên, chân thẳng lên, nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước. Chị Huyền tay bắt chân đi chị Huyền. Một, nâng ngực lên nữa đi. Nâng ngực lên nhiều, nâng ngực lên nhiều, nâng ngực lên nhiều. Tay cầm siết, cầm chắc. Siết chân lên cao, cầm chắc nhìn về trước, nâng vai lên. Giữ. Lên cao nữa. Rồi mệt tự xuống. Rồi về em bé. Mông ngồi về gót chân về em bé. Mông ngồi về gót chân về em bé. Hai tay xuôi cùng chân. Ngửa tay hướng lên trên. Ngửa tay hướng lên trên. Ai mệt tự thư giãn trước cho em nha. Rồi từ từ chúng ta nâng đầu lên cho em này. Dích mông về phía gót chân phải, mông xuống thẳng. À, mông xuống gót chân phải, mông xuống thẳng. Duỗi thẳng hai chân về trước. Lắc gối thả lỏng. Dùng lắc thả lỏng. Lắc chân sang phải, lắc chân sang trái. Rồi bây giờ chúng ta tách mở rộng hai chân bằng chiều rộng của thảm. Giang tay sang ngang, hít vào lưng thẳng mọi người này. Giang tay này làm từng bước một nhé. Siết bụng này, duỗi mũi chân, kéo dài lưng ra sau này, vặn này. Xoay này, tay phải chống xuống trước. Gập cánh tay phải, từ từ vặn mình ra sau đã. Tay trái xuống được đến đâu thì xuống, đừng xuống tay trái vội. Cứ vặn tự tay trái xuống, làm đúng đi ạ. Thì mình sẽ cảm thấy sự chuyển động của từng bộ phận cơ thể. Rồi xuống từ từ. Tiếp tục di chuyển thân mình sang phía bàn tay phải. Mông phải xuống, sang phía bàn tay phải, đúng rồi, mông trái xuống, giữ nguyên em. Giữ nguyên từ từ. Đúng rồi, xuống, từ từ xuống, nhìn xuống. Rồi mọi người đổi bên. Rồi, giang tay sang ngang. Nâng thân mình lên ạ. Tương tự như thế, duỗi mũi chân này vặn từ từ. Tay trái xuống, úp bàn tay trái vững. Gập cánh tay trái, vặn xoay từ từ mình ra phía sau. Tay phải kệ nó. Xoay từ từ, tay phải xuống thì đến đâu thì xuống. Cứ xoay từ từ, sau đó tự tay phải xuống được. Di động thân mình về phía bàn tay trái. Đấy, di động tay vai trái về bàn tay trái. Xuống tiếp nữa. Xuống từ từ. Rồi kết thúc. Rồi vươn hai tay cao lên trời. Lúc này ai mệt nằm nghỉ, được chưa? Gập gối chân của mình ở đây. Tay phải chống sau mông, xòe ngón tay ra nhìn cách em vào thế này. Tay trái mở ra ngoài, bắt đầu từ từ này. Đẩy mông lên cao này, cuộn lưng này. Xoay cuộn từng đốt sống lưng một, xoay từ từ cuộn chậm. Cuộn chậm lên, nha. Xoay mông lên, ngực lên. Lên tiếp, xoay tiếp, xoay tiếp, về bánh xe. Ai làm được xoay về bánh xe, nữa đi xoay xuống, mông lên. Mông lên nữa, mông lên nữa, xoay tiếp, úp bàn tay xuống. Úp bàn tay xuống, úp bàn tay xuống, xoay. Đấy, đẩy mông lên. Lên. Lên, con chưa làm đâu con. Rồi, ai mệt xuống. Chị nụ xuống được nữa rồi, xoay được chị nụ. Xoay đi, xoay tiếp. Xuống. Xuống. Xuống nữa, rồi lên, quay trở ngược lại cho em. Lên,
ngồi xuống, trở ngược lại, đổi bên, tay trái xuống. Chị Phượng nhớ sau xoay tay nhá. Bắt đầu này, bắt đầu tay trái úp tay xuống. Chị ơi, tay không ra sau mông nữa nhá, tay ra cạnh mép thảm cho em đi. Tay cạnh mép thảm nữa. Đúng rồi, nhưng tay gần mông một chút. Bắt đầu xoay mông lên, cuộn chậm nhá, xoay chậm, lên chậm, cuộn, đẩy mông lên cao trước, đẩy lưng dưới, đẩy lưng giữa, lưng trên, đẩy từ từ, đẩy từ từ. Đúng rồi, xoay. Đúng rồi, chị nụ xoay nữa đi. Xoay tiếp. Đúng rồi, từ từ xoay tiếp. Gần xuống. Đúng rồi, gần xuống. Mông lên, đẩy mông lên. Chuyển lực về gót tay đi, chuyển lực về tay, xoay tay. Này, mở vai này, nâng lên đây. Dùng lực gót chân đẩy, đẩy lên. Xốc cái vai lên, kéo thẳng vai lên. Đúng rồi, kéo mở vai nữa đi, đấy. Rồi, từ từ xuống, lăn lưng nghỉ, xoay xuống, lăn lưng nghỉ. 1, 2, lăn lưng cho em. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi, tất cả chúng ta nằm ngửa cho cô ạ, nằm ngửa. Đội vật vã ngồi bệt bên. Đừng trả lưng vội, mà hãy khởi động tiếp. Còn đội nghỉ ngơi nằm xuống. Đội nghỉ ngơi nằm xuống cho em nha. Bắt đầu này, từ từ hít sâu vào. Mình trật tự nha, trật tự cho đội nghỉ ngơi nghỉ nha. Rồi nhẹ nhàng thở ra đi ạ. Hít sâu vào đi ạ. Từ từ thở ra. Tiếp tục hít sâu vào. Chậm chậm thở ra. Mọi người ngân một tiếng ôm cho cô nha. Nằm ngân tiếng ôm nha. Hít sâu vào ạ. Rồi chúng ta nằm bất động, thư giãn. Thẳng chân em, nhắm mắt lại. Rồi thật, mở chân ra. Ngửa tay hướng lên trên. Nhắm mắt.